Xin chào anh Phạm Văn Tiến ở Hải Dương và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em sẽ test bộ sản phẩm cho anh là một mạch khuếch đại 2.1 300W chạy xòa 5000 C5200. Sản phẩm này bên em đang bán với giá hiện tại là 410.000. Và bây giờ em đang kết nối với nguồn và tín hiệu vào là kết nối với điện thoại. Và bây giờ em sẽ sử dụng bài nhạc này để em test sản phẩm. Và bây giờ em test sản phẩm cho anh nhé. Âm súp. Và bạn nào muốn nghe rõ hơn về âm súp thì nên đeo tai nghe hoặc có thể là cắm dàn âm thanh ngoài. Còn nghe vào loa điện thoại thì nó sẽ không có âm bát, âm súp gì cả. Loa trái phải. Và bây giờ em sẽ test hai kênh hoạt động bình thường nhé. Bây giờ em sẽ rút kênh thứ nhất ra. Còn lại một kênh. Bây giờ em rút luôn kênh thứ hai ra. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ kết nối lại kênh thứ một vào nhé. Kết nối luôn mạch thứ hai. Nếu bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm, vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video, hoặc các bạn có thể truy cập vào Sendor, Shopee. Shop bên mình hiện tại có hai cái tên là
mèo vặt 789 hoặc linh kiện 789. Và bây giờ như vậy hôm nay em đã test xong cho anh mạch khuếch đại 2.1 300W chạy sò 5200. Xin cảm ơn anh đã tin tưởng sử dụng sản phẩm bên em. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.